Bang Bang, hello 500 anh em. Quay trở lại với channel game Bang Bang Game của kênh channel của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái chương trình, một cái dự án game của Việt Nam làm và được cộng đồng đánh giá khá là cao, cũng được promo khá là lớn. Ok, thì trong video thì mọi người theo dõi nhé. Thì trước khi vào video, nếu mà các bạn mà chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể ủng hộ kênh bằng cách là bật vào chuông đăng ký, bật vào nút đăng ký và bật chuông lên nhé. Ok, và nhớ theo dõi các cái channel của Bang Bang Game. Thì đây là một cộng đồng game để giúp chúng ta chơi game trên blockchain và play to earn, kiếm tiền nhá. Ok, thì các bạn theo dõi Telegram này, chat và cả group Facebook nữa. Thì mọi người có câu hỏi, thắc mắc hay khó khăn gì, các bạn cứ chat trên cả Tele hoặc group Facebook nhá. Ok, thì đó là cái game này, đó là chính là Wanaka Farm. Thì đây là một tựa game, như mọi người đã biết thì cái trend game hiện tại nó đang phát triển và thành một ngách của trên NFT. Thì mọi người đều biết là các cái game play to earn thì là chơi, vừa chơi game vừa kiếm được tiền, đúng không ạ? Thì cái Wanaka này họ lấy cảm hứng từ cái việc là các cái game nông trại từ ngày xưa, và vừa chơi và vừa thư giãn và vừa kiếm được tiền, một cái motif khá là mới. Thì bởi vì lấy cảm hứng từ một cái vùng đảo, bán đảo của New Zealand nhá, và họ nuôi trồng các giống cây rồi các giống vật nuôi, họ live các giống vật nuôi với nhau để được những cái con live và phát triển cái nhiệm vụ cây trồng và các vật nuôi của họ. Ok, thì trước khi vào đi vào cái thông tin video này thì mọi cái thông tin trong video thì đều là những cái thông tin mà mình đã tìm hiểu và tham khảo, thì đều không được coi là lời khuyên đầu tư nhé, chỉ là các thông tin mang tính chất tham khảo thôi. Ok, thì nếu mà bạn nào chưa biết thì mình sẽ chia sẻ qua về cái dự án game NFT Wanaka này, đúng không ạ? Thì mọi người, tính năng đơn giản của nó chỉ là chúng ta có cái mô típ nông trại, là chúng ta nuôi trồng cây, nuôi trồng các giống cây này, các vật nuôi, và chúng ta lớn lên thì chúng ta sẽ mang đi bán. Nó có một cái chợ NFT, cái marketplace riêng, chúng ta bán các vật phẩm ở trên đó và mua các giống ở trên đó. Ok, thì chúng ta đi về cái phần roadmap để các bạn biết. Thì hiện tại là họ chuẩn bị mở bán cái IDO. Thì nội dung chính của video này là mình sẽ chia sẻ 3 cách để chúng ta có thể mua được cái IDO, cái token Wanaka này, với cái giá nó hợp lý và nó rẻ trước khi mở bán, trước khi họ list công khai nhé. Ok, thì hiện tại là đang quý 3 đúng không ạ? Quý 3 2021 này, họ sẽ staking IDO này trên nền tảng Binance Smart Chain này, staking cái đồng Wana là đồng game token này, và rely một cái bản 1.0 trên PC, trên máy tính. Ok, team của họ hiện tại là khoảng hơn 20 người nhé, và làm việc hiệu suất khá là cao, bởi vì đây là game của cộng đồng Việt Nam nhé. Cũng có khá nhiều nhân vật nổi tiếng, các bạn có thể tham khảo. Thì một phần mình muốn nói đến ở đây đó là cái về cái phần bất cứ một dự án nào mà trước khi chúng ta xuống tiền thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ, đặc biệt là cái dàn backer và cái dàn, tức là partner và cái investor ấy, các đội ngũ partner và các cái nhà đầu tư đằng sau. Thì đây có nhiều, khá là nhiều cái quỹ lớn ở Việt Nam cũng đồng hành cùng cái tựa game Wanaka Farm này, đó là cái Kyber này và cái Tomochain. Thì ngoài ra còn có một cái quỹ khá là lớn là cái Mochi Lab và Mochi Market này. Thì đây là một cái market NFT nhé, để mọi người có thể bán các vật phẩm trên đó, thì khá là lớn. Ok, thì tiếp về cái phần mọi người nên tìm hiểu và đặc biệt rất là quan trọng, đó là cái tokenomics của cái dự án Wanaka này. Thì tổng cung của họ là 500 triệu cái token nhé. Và public sale, mình quan tâm đến phần public sale này, bởi vì hiện tại chuẩn bị public sale rồi, là 12,5 triệu token này, tương đứng với khoảng 2,5% thôi. Và giá bán public sale IDO ấy là 0,04 đô nhé. Và họ chỉ mở khóa 30% thôi. Ok, ngoại chỉ mở khóa 30% của 12 triệu 500 token thôi. Và sẽ 7 tháng unlock tại IDO chỉ là 3 triệu 750 token. Thì sẽ trả đều trong vòng 7 tháng tiếp theo là 75% còn lại. 70% còn lại nhé. Ok, thì các cái vòng khác thì hầu như là họ đã khóa hết rồi, các cái vòng khác đều bị khóa hết ở phần unlock tại IDO này nhé. Đây, khóa 100% này, unlock 10% này, unlock 10% này. Thì cái vòng public sale là unlock nhiều nhất, thì mọi người có thể tham khảo cái tokenomics này và cái schedule, tức là cái lịch trình họ release, họ phân phát hết cái token phải đến tận năm 2026 nhé, tháng 7 2026 thì họ mới full 500 cái token được release ra ngoài thị trường.
Ok, thì đây là mình đánh giá cái tựa game này thì họ đi lâu dài, long term, chứ không phải là chỉ là ăn sổi theo cái trend game. Ok, thì đi đến cái nội dung chính của cái video này là chúng ta làm cách nào để có thể mua được IDO, bởi vì cái thông tin này rất nhiều người quan tâm và rất nhiều người muốn biết cách để chúng ta mua được cái token WANA này. Ok, thì hiện tại theo mình tìm hiểu nhá, đến thời điểm hiện tại hôm nay ngày 17 tháng 8 đúng không ạ, là sẽ có 3 cách để chúng ta có thể mua được cái token WANA này, mua được IDO nhá, giá IDO là giá public sale. Ok, thì đầu tiên là mình muốn nói nhiều mượn tham khảo muốn biết nhất đó là cái về cái pool, về community round trên poolz.finance này thì là như nào. Ok, thì đây là cái whitelist mà dành cho cộng đồng, và mỗi người chúng ấy sẽ được mua 50 đô cái whitelist này, 50 đô cho cái IDO này, và tổng số người là 500 người sẽ trúng. Chúng ta sẽ tham gia từ 16 đến 20 nhé, deadline là ngày 20 tháng 8 này. Thì bạn sẽ điền vào cái form. Cái form này thì trên channel Bang Bang ấy thì chúng ta đã điền rồi nhá, mình đã hướng dẫn ở cái form này, thì các bạn chọn các đáp án thôi và nhớ cứ điền cái feedback để chúng ta nâng cao cái cơ hội để nhận được cái thông tin, nhận được cái vé mua IDO. Thì cái này mình đã hồi đáp rồi nhá. Ok, tiếp cách thứ hai là chúng ta sẽ mua IDO trên cái pool Z. Thì cái pool Z này cũng là một cái nền tảng IDO platform. Ok, nó cũng hỗ trợ đa nhiều cái chuỗi nhé, trong đó có Binance Smart Chain và Ethereum. Đây, các bạn có thể đọc các thông tin nhé. Thì IDO này sẽ mở bán vào ngày 27, IDO trên pool Z nhé sẽ mở bán vào ngày 27 tháng 8. Ok không ạ? Nhớ cái mốc thời gian này nhé, 27 tháng 8 này, và sẽ bán 3 triệu 750 người token WANA này tại giá 0,04 đô. Ok, và người tham gia muốn tham gia được cái wallet trên cái pool Z này thì phải có stake ít nhất là 250 cái token pool Z này trong pool, hoặc là hold 500 cái pool Z này trong cái wallet của bạn. Ok, bước thứ hai là chúng ta sẽ register, tức là đăng ký cái wallet của chúng ta. Thì và bước thứ ba là chúng ta sẽ nhận về cái token WANA. Thì các bạn có thể thấy đây là cái hướng dẫn tham gia mình đã tham khảo, các bạn sẽ đọc nhé, mình có thể để link dưới mô tả video cho mọi người để hướng dẫn chi tiết tham gia cái IDO trên pool Z này. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến những cái gì mà chúng ta quan tâm thôi, đó là cái bậc, các cái bậc cấp độ để chúng ta có thể mua được. Thì tối thiểu là chúng ta phải hold stake 250 cái pool Z này nhá, để tương ứng với một vé. Bậc tiếp theo là 500 này, tương ứng với hai vé này, tương ứng đến bậc 6 là 4 vé tham gia và 2 suất đảm bảo là có IDO. Thì cái bậc này rất là cao đúng không ạ? Thì mọi người có thể lên CoinGecko để search cái đồng pool Z này, thì giá hiện tại của nó là 5,28 đô này. Đúng không ạ? Thì mọi người hold tối thiểu là stake tối thiểu là 250 đồng đúng không ạ? Thì 250 nhân với 5,28 khoảng 1.320 đô cho một vé. Một vé này các bạn mua để các bạn xổ số rồi nhé. Không là không chắc chắn là các bạn sẽ trúng, các bạn mua được IDO. Đó, thì nếu mà trúng các bạn phải stake rất là nhiều. Ok ạ. Thì cái này thì theo quan điểm cá nhân của mình nhé, nếu các bạn nào mà có vốn lớn và đi sâu, đi lâu năm trong thị trường và có kinh nghiệm thì các bạn có thể tham gia cái pool Z này. Ok, đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là chúng ta sẽ tham gia trên cái Dark Starter, tức là một cái IDO platform trên hệ sinh thái của DarkDAO. Ok, thì đây cũng có bài thông báo về cái partnership, tức là về partner giữa DarkDAO và Wanaka rồi. Thì DarkDAO họ sẽ mở cái whitelist từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 và sẽ mở bán IDO trên Dark Starter vào ngày 29 tháng 8. Thì bạn lưu ý nhé, trên Pool Z là mở bán IDO vào ngày 27 tháng 8 và trên Dark Starter là ngày mở bán IDO 29 tháng 8 nhé, hai thời gian khác nhau. Thì hiện tại họ cũng chưa nói là cái thời gian có thể nhận về cái token là ngày nào, chắc trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9 thôi. Ok, thì mọi người có thể tham khảo cái hướng dẫn đăng ký và tham gia cái IDO trên cái Dark Starter, thì cũng có link mô tả ở cái bài trên cái blog của blog tiền ảo rồi. Thì mọi người, mình sẽ để link dưới mô tả video, mọi người thì tham khảo nhé. Thì cũng nó tương tự như bên Pool Z thôi, là cũng phải stake cái token, hold cái token mà chúng ta mới có thể tham gia được. Đây các bạn có thể kéo xuống dưới nhé. Thì đây họ cũng có các cấp độ này,
Và cấp độ thấp nhất là Bronzer này là phải yêu cầu tối thiểu là 2.000 cái đồng đắc này. Hold và stake 2.000 đồng đắc này nhé. Thì các bạn search cái đồng đắc trên CoinGecko thì giá hiện tại khoảng 0,18 đô này. Thì các bạn nhân lên nhé. 0,18 này nhân với 2.000 cái token này thì giá khoảng chỉ là 360 đô thôi. 360 đô cho một cái vé xổ số trên này. Thì các bạn nếu mà so sánh trên cái pool Z là mất khoảng 1.300 đô, 1.320 đô đúng không ạ? Thì cái trên này nó rẻ hơn rất là nhiều so với cái token này nhá. Thì mọi người có thể tham khảo. Và tối đa là 20.000 cái đồng đắc này. Thì mọi người có vé để tham gia. Ok. Đó. Đây, trên đắc Starter đã có cái upcoming project là các cái dự án sắp tới thì có Wanaka Farm này rồi. Và trên Pool Z cũng tương tự như vậy, cũng có Wanaka Farm rồi. Các bạn có thể tham khảo này. Ok. Ok, vậy là trong video này mình đã chia sẻ cho mọi người cái thông tin về dự án Wanaka, một cái game play to earn và relax, vừa chơi game vừa thư giãn vừa kiếm tiền trên hệ sinh thái. Hiện tại họ xây trên hệ sinh thái hai hệ sinh thái nhé, là Binance Smart Chain và Polygon Matic. Thì sau họ sẽ mở rộng ra cả Ethereum và Tron nữa. Tiếp là cái thông tin mà mọi người cần quan tâm, đó là ba cách để chúng ta có thể mua được cái IDO này. Đầu tiên là cái vòng cho community, tức là airdrop, tức là chúng ta không phải hold cái gì cả. Chúng ta sẽ có 500 vé để chúng ta may mắn để chúng ta nhận được. Chúng ta có thể mua trên Pool Z được này, hoàn toàn miễn phí nhé. Thứ hai là chúng ta sẽ stake cái đồng Pool Z để chúng ta có thể mua được IDO là tối thiểu 250 đồng, thì tương ứng khoảng hơn 1.000 đô, 1.300 đô này. Thứ ba là chúng ta có thể hold và stake cái đồng đắc khoảng hơn 300 đô thôi là chúng ta cũng sổ số vé được, là tối thiểu. Thì có ba cách đấy, thì mọi người có thể tham gia một cách nào thì mọi người có thể comment dưới video để mình biết nhé, thì mình có thể tổng hợp để có thể hỗ trợ mọi người tham gia cái token này được. Thì ok, thì như một lần nữa mình cũng nói là các cái thông tin đây thì mình đã tìm hiểu và tham khảo, và cũng không không được coi là lời khuyên đầu tư nhé, chỉ là mang tính chất tham khảo thôi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi, và mọi người nhớ đăng ký kênh channel Bang Bang Game này để cùng phát triển cái cộng đồng game ở Việt Nam. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.